Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với cái video ngày hôm nay. Thì sau khi chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng chỉ số tương đối RSI ở trong bài số 6 thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chỉ một cái công cụ đó là công cụ có tên là Bullinger Band. Thì đây là một trong những công cụ mình đánh giá là quan trọng nhất và với những cái bạn mà mới chơi coi các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thì đây là công cụ mà các bạn không thể bỏ qua và các bạn sẽ bắt buộc là phải nắm được cái cách thức hoạt động của nó như thế nào và ứng dụng của nó trong uh, giao dịch ra làm sao mình đánh giá đây là một trong những công cụ vừa hiệu quả mà lại uh, rất là dễ sử dụng các bạn có thể ứng dụng ngay sau khi mà các bạn xem xong cái uh, video này và uh, các bạn sẽ thấy là nó hiệu quả như thế nào À, và trước khi đến với cái nội dung chính của video thì với những các bạn mà mới xem kênh youtube của mình sau khi đăng ký các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông khi nào mình có những cái video mới nhất thì các bạn sẽ là những người được update và không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào ngoài ra thì đối với các bạn đánh margin thì các bạn hãy uh, tham khảo cái nhóm uh, Snabbit, margin signal thì các bạn nào nào mà muốn tham gia cái nhóm này thì các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản tại cái link mà mình để ở vừa dưới phần description. Sau đó thì các bạn điền thông tin của các bạn vào cái form đăng ký thì mình sẽ add các bạn vào nhóm và trong thời gian tới thì mình sẽ triển khai những cái khóa học riêng dành cho các bạn ở trong nhóm một nhóm này và có những cái khóa học này hoàn toàn free hoàn toàn miễn phí thì các bạn nào quan tâm thì các bạn hãy tham gia cái nhóm này. Uh, quay trở lại với cả cái uh, chủ đề chính của cái video ngày hôm nay thì mình cũng đã có chuẩn bị một cái slide như tưởng lệ để các bạn uh, dễ hình dung ra thì uh, thực sự là cái công cụ này sẽ là một cái công cụ mà các bạn cảm thấy là nó không hề khó nắm bắt một chút nào thì chúng ta đầu tiên là chúng sẽ đến với cái khái niệm thì, thì cái bollinger band uh, viết tắt là là BB đó các bạn có thể tìm ở trên những cái uh, những cái trang chỉ báo những cái trang mà các bạn hay xem ví dụ như là conidji hay là trading view thì các bạn chỉ cần bấm bb vào là nó viết tắt của bollinger band và cái tên này cái tên bollinger band thì là lấy tên từ của người người sáng tạo ra cái chỉ báo này có tên là Jones bollinger bollinger đó thì ông đã có những cái công thức riêng của mình để mà có thể sáng tạo ra được một trong những công cụ mà cực kỳ hữu hiệu đó, các bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn xem là ông Uh, tìm ra công thức đó như thế nào hoặc cái công thức đấy là gì thì các bạn uh, mình nghĩ là các bạn có thể tìm hiểu được ở trên internet còn trong cái video này thì mình sẽ uh, chỉ uh, chỉ dẫn cho các bạn cái cách sử dụng cái công cụ này mà thôi cái cách mà chúng ta ứng dụng còn chúng ta không cần phải mất thời gian đi chứng minh làm gì cả đúng không ạ uh, những cái trader đã ứng dụng cái công cụ này đã rất là nhiều năm rồi nên là chúng ta không cần phải chứng minh mà chúng ta chỉ cần ứng dụng biết cách ứng dụng mà thôi thì cái chỉ số bollinger band này là một cái bộ đo mức dao động thể hiện sự biến động của thị trường và chỉ ra thị trường đang nằm ở điều kiện quá mua hay là 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 quá bán Đó, nó cũng uh, nghe thì có vẻ là giống như cái chỉ số RSI tuy nhiên thì uh, cái công cụ Bollinger Band này nó sẽ có cái uh, gọi là các bạn các bạn có thể dùng rất là nhiều những cái khung thời gian linh hoạt bằng cái công cụ uh, Bollinger Band để mà các bạn là giao dịch nó rất nó sẽ rất là hợp với các bạn nào mà đánh bargain hoặc là đánh gọi là daily trade đánh trong ngày ấy thì công cụ này là công cụ mà các bạn bắt buộc là phải nắm được còn RSI thì như mình đã chia sẻ ở cái bài học trước ấy, nó sẽ thiên về cái xu hướng là cho chúng ta một cái uh, xu hướng đảo chiều trong trong khoảng uh, khung khung dài hạn nhiều hơn là các bạn có thể dùng các bạn không thể nào mà dùng chỉ số RSI để mà giao dịch uh, bằng những khung thời gian ví dụ như là M15 hay là H1 được nó sẽ rất là nhiễu tuy nhiên thì đối với Bollinger Band này các bạn hoàn toàn có thể làm cái điều này và nó cực kỳ hữu hiệu đó mục đích của Bollinger Band là cung cấp một cái định nghĩa tương đối về việc là giá cao và giá thấp, có nghĩa là người ta định nghĩa hay là ông John Bollinger định nghĩa rằng là giá của một đồ thị cao khi mà nó nằm ở cái giải trên và thấp khi mà nó nằm ở cái giải dưới thì lát nữa thì mình sẽ giải thích kỹ hơn cho các bạn là cái giải trên giải dưới là như thế nào. thì các bạn thấy ở trên màn hình, ý, đôi khi các bạn có thể là xem những cái biểu đồ chạc ở đâu đó và À, nhìn thấy là cái biểu đồ chạc đó nó di chuyển trong một cái khung như là nó như là cái khúc ruột như thế này gọi như là như là cái khúc ruột Và ở giữa thì nó lại có một cái đường chỉ đó thì đây chính là cái hình thù của cái bollinger band và bản chất của bollinger band à, có ba cái đường chỉ này nó chính là đại diện cho ba đường kháng cự và hỗ trợ mà thôi à, tất cả những cái công cụ mà chúng ta sử dụng à, đều quy về vấn đề là tìm ra kháng cự và hỗ trợ để tìm ra xu hướng đảo chiều đó thì nên là chúng ta hiểu một cách đơn giản cái công cụ bollinger band ba cái đường trên bollinger band đó chính là hiển thị cho ba đường hỗ trợ và kháng cự đó, cái vấn đề ở đây là chúng ta nắm được xem là cái đặc điểm của những cái đường kháng cự hỗ trợ này nó như thế nào và chúng ta giao dịch bằng những cái đường kháng cự hỗ trợ này ra làm sao thôi còn bản chất thì nó là những cái đường kháng cự và hỗ trợ đó là cái điều đầu tiên mà các bạn sẽ cần phải nắm được thì chỉ báo Bollinger sẽ gồm 3 phần tương ứng với ba cái đường chỉ đúng không ạ? Thì ở giữa các bạn có thấy là cái đường màu vàng này là đường trung bình động hay còn gọi là đường MA và người ta thường lấy cái đường màu vàng này là đường MA 20. À, trung bình 20 20 cây nến gần nhất thì cái đường MA này nó hoàn toàn phụ thuộc vào từng cách chơi cũng như là là cái phong cách của các trader họ có thể điều chỉnh cái đường MA này. Tuy nhiên thì người ta lấy chuẩn cái đường MA là đường MA 20 mà mình nghĩ rằng là các bạn sử dụng cái đường MA 20 này là cũng rất là hợp lý rồi các bạn không cần phải thay đổi gì cả. Ở ngoài cái đường MA 20 ra thì chúng ta có hai cái đường trên và dưới đúng không ạ? Thì đường đường bên trên có cái biên có cái biến động là 2% so với cái đường ben ở giữa và đường ở dưới thì có cái biến động cũng là 2% so với cái đường ben ở giữa và nó tạo thành ba cái đường chạy cùng với nhau và nó sẽ giúp chúng ta uh, tìm được những cái điểm mua, điểm bán ở trong uh, những cái khu vực mà ba cái đường này nó chạy qua. Đó thì cái thành phần của Bollinger band là gồm ba đường chỉ như là ở trên màn hình các bạn, các bạn nắm được đúng không ạ? Là chúng ta có band ben ở đây là band trên, band dưới và band trên chính là đại diện cho giá cao đúng không? Bên dưới là đại diện cho giá thấp và cái đường ở giữa là đường MA20. Lát nữa thì mình sẽ giải thích cho bạn là cái đường MA20 này nó là đóng vai trò là cái như thế nào. Đó, và cái 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 đường giá nó sẽ có những cái phản ứng ra sao khi mà nó gặp cái đường MA20 này. Thì chúng ta sẽ đến với một vài những cái đặc điểm chính của cái Bollinger Band và cái này là các bạn bắt buộc là các bạn phải nhớ thì các bạn mới có thể ứng dụng được. Đầu tiên, đó chính là cái đường giá nó sẽ dao động trong Bollinger band và à, với tiệm cận dưới và tiệm cận trên của hai đường biên. Đó thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là hai cái đường biên trên và đường bên dưới nó sẽ đóng vai trò là đường kháng cự và đường hỗ trợ và đường giá nó sẽ dao động ở trong hai cái đường biên này. Đây các bạn có thể thấy, dao động ở trong hai cái đường biên này và chúng ta có thể lợi dụng được cái đặc điểm này của đường giá để chúng ta chọn được những cái điểm mua và điểm bán rất là hợp lý. Ví dụ như chúng ta nếu như chúng ta thấy cái đường giá nó bắt đầu tiệm cận đến cái đường biên bên trên đúng không ạ? Thì à, chúng ta biết rằng là khả năng là nó sẽ đảo, đảo chiều nó sẽ đi đảo chiều và, và đi xuống và chúng ta có thể bán ở đó. Và nếu như đường biên bên dưới, đường giá đi xuống thì khả năng cao là nó sẽ có bật lên và chúng ta mua lại ở đường biên dưới. Tất nhiên là nó không phải là nó sẽ chính xác 100% à, không có cái công cụ nào mà chính xác 100% cả. Nó sẽ có những cái trường hợp mà cái đường giá nó vượt qua khỏi hai cái đường biên này thì lát nữa mình sẽ chia sẻ sau tuy nhiên thì phần lớn thời gian của đường giá nó sẽ nằm trong hai cái đường biên này và nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái đợt những cái đợt gọi là giảm giá và những cái đợt tăng giá dựa vào hai cái đường bên trên và đường bên dưới và các bạn hoàn toàn có thể dựa vào cái điều này để mà giao dịch để mà mua để mà bán Đó, đối, nếu như với cái đồ thị ở trên màn hình đúng không? chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều những cái điểm mua điểm bán được tạo ra và chúng ta có thể giao dịch rất là ổn với cái công cụ của Bollinger Band đặc biệt là với những cái bạn đánh margin thì các bạn đều biết là đánh margin thì một cái cú hồi như thế này mà các bạn đánh đòn bẩy lên tầm x10 hoặc x25 thì nó có cái phần trăm lợi nhuận vô cùng lớn và cái này nó ứng dụng rất là rất là hợp lý. lát nữa thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho các bạn là đối với những cái trường hợp mà đặc biệt là những cái trường hợp mà đường giá nó nằm ngoài cái bên thì chúng ta phải xử lý như thế nào. Tuy nhiên thì cái đặc điểm của đường giá nó sẽ là nằm trong hai cái Uh, bên trên và bên dưới phần lớn thời gian nó sẽ nằm trong hai cái bên trên và bên dưới và nó sẽ dao động uh, trong hai cái đường bên này đó là cái điều đầu tiên và quan trọng nhất các bạn cần lưu ý uh, uh, một cái đặc điểm nữa uh, đó chính là cái hiện tượng gọi là uh, hiện tượng thắt cổ chai hiện tượng thắt cổ chai có nghĩa là khi cái đường bên trên và đường bên dưới nó thu hẹp lại nó tưởng nó không cách xa nhau thế này mà nó sẽ gần nhau gần lại thì nó sẽ dự báo là một cái xu hướng đột biến giá có thể xảy ra có thể tăng có thể giảm đó thì có cách để chúng ta xác định xem là nó tăng hay nó giảm đúng không ạ thì lát nữa mình sẽ chia sẻ kỹ hơn và có một cái đặc điểm nữa đó là giá cả giá có xu hướng là đi từ giải này tới giải kia trong khi giá chuyển động đó thì giá sẽ có xu hướng là nếu như nó chạm xuống giải ben ở bên dưới thì nó sẽ có cái xu hướng là hồi lên giải ben bên trên và khi chạm đến bề giải bên bên trên thì nó sẽ có xu hướng là hồi xuống giải ben bên dưới đây là một trong những cái đặc điểm mà các bạn cũng cần phải lưu ý và uh, có một cái đặc điểm nữa đó là các đỉnh hay đáy được hình thành bên ngoài các giải và được rút chân mạnh với cây nến đảo chiều thông thường là các tín hiệu đảo chiều mạnh đây là một trong những cái trường hợp đặc biệt khi mà uh, khi mà có một cái cột giá nó nằm ngoài uh, nằm ngoài đường đường ben tuy nhiên các bạn thấy là khi mà nó nằm ngoài đường ben nó bị uh, rút chân rất là mạnh tức là cái cây nến nó không dày thì đây chính là một cái báo hiệu rằng là cái lực mà mua nó không đủ mạnh để nó có thể phá qua được cái đường Ben ở bên trên và vì thế nó sẽ là một cái dấu hiệu à, đảo chiều à, rất là rõ đó ví dụ ở đường Ben bên dưới cũng thế là quan thế này nó được nó bị rút chân lại và nó không đóng nến à, ngoài cái đường Ben này thì khả năng cao nó sẽ 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 có cái sự hồi phục trở lại đó, đây là những cái đặc điểm chính của cái uh, uh, Bollinger Ben ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số những cái đặc điểm nữa đó chính là khi giá giải trên và giải dưới của Bollinger Band sẽ là phạm vi hoạt động của phần lớn của đường giá đường giá sẽ có một cái xu hướng là đi quanh đường trung bình MA20 đây là một cái mà các bạn phải cực kỳ lưu ý cái đường MA20 nó sẽ đóng vai trò đường trung bình giá và các bạn có thể thấy là cái đường giá nó sẽ luôn luôn có cái xu hướng là quấn quanh cái đường quấn quanh cái đường 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 MA20 này. Đó, kể cả giá nó có rơi xuống sâu đi chăng nữa thì nó sẽ vẫn phải quay lại cái đường MA20 này và nó sẽ dao động quanh cái hai cái đường ben. Đó, kể cả giá nó có đi lên thì nó cũng sẽ quay lại cái đường MA20 này. Thì nên đây cũng là một trong những cái đặc điểm mấu chốt của cái công cụ Bollinger Band đó chính là đường giá luôn luôn chuyển động quanh đường uh, MA20 hay là đường trục giữa. Đó và các bạn có thể dựa vào cái điều này để các bạn uh, giao dịch rất là hiệu quả. Uh, đây là một số những cái trường hợp là các bạn có thể thấy này. Đó tín hiệu mua thì uh, chúng ta có thể dựa vào uh, cái Bollinger band để xác định được một vài những cái tín hiệu của mua bán. Đối với, ví dụ như đối với tín hiệu mua thì nhà đầu tư mua hoặc là mua giải khi mà đường giá rớt thấp hơn giải dưới của Bollinger band. Tức là khi mà cái đường giá nó không còn nằm trong Bollinger band nữa. Đó, không còn nằm trong Bollinger band nữa mà nó nằm ra ngoài Bollinger band như thế này, này thì chúng ta có thể uh, mua dần, mua giải ra trước chúng ta không thể nào mà biết chắc chắn rằng là nó chạm vào đường uh, Bollinger Band này nó, nó sẽ hồi lên cái điều đấy là cái điều mà rất là khó để dự đoán tuy nhiên thì chúng ta có thể uh, mua DCA dần đó vì thường thường theo uh, theo theo đặc điểm của Bollinger Band đó nó khi mà đường giá nó sẽ rơi ra khỏi giải băng bên dưới thì nó sẽ hồi lại nó sẽ hồi lại ít nhất là hồi lại đến đường đường trung bình giá đường mà đường trục giữa đó còn nếu nó hồi mạnh hơn nó có thể hồi lên đường Ben ở bên trên đó thì đó là cái cách mà các bạn canh mua. Còn đối với uh, canh bán thì sao? Nếu như cái đường giá mà nó phá qua cái đường giải băng Bollinger band ở phía trên thì các bạn sẽ nên là bắt đầu bán dần được rồi bởi vì khả năng cao là nó sẽ nó sẽ quay đầu lại, nó sẽ quay lại cái đường trục uh, ở giữa. Đó, đây là cái đặc điểm chung của 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 cái đường giá đối với Bollinger band. Và một khi mà cái đường giá nó phá qua giải bên trên đó là một cái tín hiệu mà chúng ta có thể bán dần và chúng ta không nên mua vào à, đặc biệt là không nên mua vào khi mà cái cột giá mà nó đóng như thế này mà nó phá qua Bollinger Band thì chúng ta tuyệt đối không nên mua vào đó chúng ta thường là chúng ta sẽ phải bán dần bởi vì khả năng cao là nó sẽ hồi lên và nó, khi mà nó tăng lên nó sẽ phải hồi lại à, ít nhất là tới cái đường MA sau đó nó sẽ có những cái xu hướng diễn biến tiếp theo thì đó là cái cách mà chúng ta sử dụng để mà có thể xác định được cái vùng mua à, hoặc là vùng vùng xả một cách à, hợp lý và có một cái lưu ý nữa đó là chúng ta nên chờ khi đường giá di chuyển nằm ngoài bên trên hoặc dưới của Bollinger Band và sau đó giá đóng cửa lại nằm ở bên trong của Bollinger Band đây là cơ hội tốt để chúng ta có thể vào lệnh đây là một trong những cái tip nhỏ mà các bạn có thể nốt lại để mà khi khi giao dịch với Bollinger Band nhưng mà chúng ta sẽ phải rất là tinh ý để mà có thể phát hiện ra được cái cái điều này ngoài ra thì Bollinger Band sẽ có một cái dấu hiệu đó là dấu hiệu thất cổ chai thất cổ chai là xảy ra khi mà cái đường giá nó đi ngang đang đang sideways và cái tín hiệu và mua bán nó không không rõ ràng chúng ta sẽ uh, xuất hiện cái gọi là cái 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 thất cổ chai và khi mà cái, cái hiện tượng thắt cổ chai này diễn uh, ra ấy, và với cái dấu hiệu là hai cái đường bên trên và bên dưới nó thu hẹp lại với nhau các bạn các bạn nhìn thấy là hai đường bên trên gần như là nó sát là vào nhau như là một cái cổ chai nước thì nó sẽ báo hiệu cho chúng ta rằng là sẽ có một cái xu hướng Uh, mạnh diễn ra ở phía trước nó có thể là xu hướng tăng hoặc nó có thể là xu hướng giảm. Vậy thì uh, cách phát hiện nó tăng hay nó giảm như thế nào thì mình sẽ chỉ các bạn nếu như mà cái đường giá nó nằm ở dưới cái đường trục giữa đó, như thế này thì khả năng cao khả năng cao nó xuống giảm đấy có thể nó giảm như thế này đó tức là khi mà chúng ta xuất hiện cái thắt cổ chai và cái đường giá nằm ở dưới đường trục giữa thì khả năng rất cao nó sẽ là cái xuống giảm và nếu như À, chúng ta xuất hiện thất cổ chai, thất cổ chai đúng không ạ? Nhưng mà cái đường giá nó lại nằm bên trên đường trục giữa thì khả năng cao đó là xu hướng tăng. Đó thì đây là một cái uh, một cái đặc điểm mà rất là dễ để có thể nhận ra và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để mà để mà giao dịch. Ví dụ như các bạn đánh margin thì ở đây các bạn hoàn toàn có thể đặt được một cái lệnh short với cái stop loss ở trên này. Và nếu và cái lệnh short này ấy, chắc chắn là nếu như nó tụt thì nó sẽ nó sẽ có cái À, lợi nhuận lớn hơn là cái rủi ro mà các bạn gặp phải bởi vì uh, theo đặc điểm của Bollinger Band là khi mà xuất hiện thắt cổ chai thì cái diễn biến sau đó nó rất là mạnh đó thì các bạn hoàn toàn có thể ví dụ như trong cái trường hợp này thì đặt một cái lệnh short đây là một cái vụ, điều vô cùng hợp lý và stop loss ở trên cái cái cái, cái giải băng ở trên đó và nếu trong trường và kể cả, cả trong trường hợp này cũng như vậy đó, khi mà nó xuất hiện thắt cổ chai thì các bạn hoàn toàn mà phát hiện ra là cái đường giá nó nằm ở trên đường trục giữa thì hoàn toàn chúng ta có thể đặt một cái lệnh long ở đây đúng không ạ và chúng ta đặt slot ở bên dưới cái giải Bollinger band ở bên dưới Thì cái phần thắng nó sẽ sẽ thuộc vào chúng ta uh, cao hơn là cái cái rủi ro Đây là một cái lệnh rất là hợp lý Thì các bạn lưu ý là trong một số những cái giai đoạn của thị trường Ví dụ như là thời gian vừa rồi ấy, chúng ta có những cái vùng tích lũy như thế này Kể cả trên đồ thị giá của Bitcoin Lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cái đặc điểm thắt cổ chai của Bollinger band Để dự đoán được cái cú tụt giá của Bitcoin trong cái thời gian vừa rồi OK, đó là những cái lý thuyết cơ bản nhất mà chúng ta cần nắm được à, về Bollinger Band. Mình nghĩ là cũng không có gì là quá phức tạp, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái phần thực hành. À, chúng ta sẽ thực hành một chút những cái lý thuyết mà chúng ta vừa học trên đồ thị giá của Bitcoin. Thì các bạn có thể thấy này, mình vừa mới chia sẻ với các bạn xong, đúng không ạ? Chúng ta xuất hiện hiện tượng gì ạ? Hiện tượng ở đây là hiện tượng thắt cổ chai, đúng không Hiện tượng thất cổ chai và đồ thị giá thì lại nằm ở dưới cái đường cái đường trục cái trung trục chính à, trục giữa thì nó khả năng cao nó sẽ tụt đúng không ạ đúng như vậy nó tụt cú mà tụt cú, cú rất mạnh thì nếu như các bạn à, đặt lệnh short đây đúng không ạ chúng ta stop loss ví dụ chúng ta đặt lệnh short ở vùng 10.000 và chúng ta stop loss ở vùng 10.500 đô tuy nhiên thì cái lệnh của chúng ta xuống đến tận 7.800 đô tức là cái lợi nhuận nó lớn hơn cái rủi ro rất là nhiều thường thường là khi mà chúng ta gặp những cái dấu hiệu thất cổ chai như thế này thì cái cái, cái 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 biến động giá nó sẽ rất là lớn. Đây cũng là một cái dấu hiệu thất cổ chai này các bạn thấy này. Đúng không Đây Đây là dấu hiệu thất cổ chai và hai cái ben nó rất là gần nhau đúng không Giá gần như là đi ngang và nhưng mà nhưng mà cái đồ thị giá nó lại nằm trên ben trên như vậy là cái xu hướng tăng nó sẽ là cái xu hướng mà chúng ta cần phải lưu ý đúng không Và chúng ta thấy là chúng ta tăng rất là rõ ràng. Đó thì uh, chúng ta có thể thấy là chúng ta sử dụng được những cái bollinger band này uh, trong rất là nhiều những cái trường hợp uh, khác nhau. Mình đang mở ở trên sạc D 1 thì chạc này các bạn có thể sử dụng để dự đoán cái xu hướng trong trong trung hạ. Uh, lát nữa thì mình sẽ mở cho các bạn chạc H 1 thì nó sẽ uh, giúp các bạn có thể đánh đánh ngắn được uh, trong trong ngày. Các bạn H 1 thậm chí là M 15 các bạn cũng có thể uh, uh, sử dụng để để mà giao dịch được. Uh, thì một số những cái đặc điểm khác đối với công cụ Bollinger Band đó là cái nến mà nằm ngoài cái band càng xa thì khả năng hồi càng lớn. Đó bởi vì sao? Bởi vì đặc điểm của uh, của cây nến là sẽ hồi về đường trục trục giữa. Thế nên là nó 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 kể cả nó nó hồi lên xa như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ trở về cái đường trục giữa và nó tụt mạnh như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ trở về với cả cái đường trục giữa. Thì đây cũng là một cái lưu ý để mà các bạn uh, uh, có thể giao dịch được kết hợp cùng với cả những cái công cụ khác nữa ví dụ như đây, ví dụ như là bitcoin đúng cái thời điểm mà tăng lên cái vùng 14.000 đô với 14.000 đô thì trong những cái bài học trước ấy, mình đã chia sẻ với các bạn chúng ta áp dụng công cụ rsi các bạn rsi thì chúng ta xác định xem là 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 cái thời điểm này nó đã cái rsi nó đã đi vào cái quá trình gọi là quá trình uh, uh, quá trình phân kỳ rồi có nghĩa là nó sẽ có cái đảo chiều rất là cao tuy nhiên thì chúng ta uh, sẽ có cái câu hỏi là nó sẽ đảo chiều đến cái mức giá nào Đúng không ạ? thì cái mục tiêu gần nhất mà nó sẽ đảo chiều về đó chính là cái đường trục giữa tức là khoảng vùng 10.000 chúng ta hoàn toàn có thể đo được đúng không ạ? cái thời điểm mà lên 14.000 là chúng ta có thể đo được nó sẽ hồi về cái vùng tầm 9.900 đô và 10.000 đô nó sẽ là cái vùng mà hoàn toàn uh, bitcoin có thể về bởi vì sao bởi vì cái đường giá nó đã đi quá xa cái đường trục giữa và nó sẽ có cái khả năng mà sẽ quay về đó và đúng như vậy chúng ta sẽ chúng ta đã có một cái cột giảm có cái dâu xuống vùng tận 9.700 đô đó thì đó. Các bạn có thể kết hợp được rất là nhiều những cái công cụ khác nhau. À, kết hợp được kết hợp uh, cái phân kỳ RSI để xác hiện xác định được cái xu hướng nó như thế nào và dùng Bollinger band để xem là cái mức giá nó có thể giảm về được bao nhiêu. Đúng không ạ? Chúng ta phải kết hợp rất là nhuẩn nhuyễn những cái công cụ vào nhau để chúng ta mới có thể giao dịch được và kể cả volume nữa. Đó thì uh, mình hy vọng là các bạn xem hết những cái video của mình thì các bạn sẽ uh, nắm được uh, cái uh, từng cái đặc điểm của từng công cụ một và các bạn ứng dụng nó sẽ uh, hợp lý nhất. Uh, ngoài ra thì chúng ta sẽ có cần một cái lưu ý Đó chính là ở trong những cái khung thời gian lớn ấy. Ví dụ như là khung uh, D1 hoặc là khung uh, weekly chẳng hạn Thì trong những cái khung thời gian này thì cái tỷ lệ Ben Cái tỷ lệ giá nó nằm ngoài Ben nó sẽ ít hơn Nó sẽ ít hơn so với khung thời gian nhỏ Tuy nhiên khi mà nó đã nằm ngoài Ben thì nó sẽ ra nó sẽ ra nhiều hơn đó, ví dụ các bạn thấy ở cái cột này, này đang thấp cổ chai mà nó ra ngoài ben thì nó tụt rất là mạnh đó thường ở trong những cái khung thời gian lớn các bạn nhìn thấy đây. trong khung thời gian lớn thì nó sẽ có cái xu hướng là một khi mà nó ra ngoài ben rồi thì nó 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 ra nó lên nó xuống nó vô cùng mạnh còn trong khung thời gian nhỏ thì nó sẽ uh, trong khung thời gian nhỏ thì cái đường giá nó sẽ có cái xu hướng là ra ngoài ben nhiều hơn tuy nhiên thì uh, cái biến động nó sẽ ít hơn đó và có một cái điều nữa các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái đường trục giữa để mà xác định được cái xu hướng đó là trong cái đường giá nếu như bởi vì sao bởi vì cái đường giá nó sẽ có cái xu hướng là hồi về cái đường trục giữa à, tuy nhiên nếu như mà nó phá qua đường trục giữa ấy, thì nó sẽ à, một là giảm tiếp hai là tăng tiếp đó các bạn lưu ý cái điều này nếu như ví dụ đây các bạn thấy đây này, khi mà giá nó hồi lên đúng không nó hồi lên và nó phá qua đường trục giữa thì khả năng cao là đường giá nó sẽ tăng tiếp còn nếu như đây các bạn thấy này khi mà đường giá nó hồi về đường trục giữa nó không phá qua được nó hồi lên đúng không hồi xuống không phá qua được hồi lên tuy nhiên nếu mà nó đã phá qua được cái đường trục giữa thì nó sẽ giảm tiếp đó đây là một cái đặc điểm cực kỳ quan trọng mà các bạn dùng để mà giao dịch. Đó, ví dụ như các bạn giao dịch ở trong những cái uh, những cái khung thời gian nhỏ, các bạn hoàn toàn có thể lợi dụng điều này để mà có thể uh, mua và bán. Đó, ví dụ như là nếu là mình ở trong trường hợp này đúng không ạ, mình uh, trong trường hợp này mà giá nó giảm xuống cái vùng này mình mua mình đánh một cái lệnh long và mình sẽ chốt ngay ở trên đường trục uh, giữa. đó và nếu như trục giữa mà cái đường giá nó phá qua tiếp thì mình sẽ đặt tiếp một lệnh long nữa và chốt ngay ở trên cái vùng gần cái đường Ben trên đó là cái cách giao dịch còn nếu như và chúng ta sẽ stop loss thôi chúng ta stop loss ở ngay cái đường Ben Ben giữa này thôi đó và nếu các bạn thấy là khi mà chúng ta không phá qua được ngay lập tức nó sẽ quay trở lại cái đường Ben 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 dưới à, khi mà phá qua được thì chúng ta sẽ đi lên cái đường Ben trên đó là cái đặc điểm của cái đường giá ở trên cái Bollinger Band nó sẽ có cái xu hướng là à, tiếp tục cái xu hướng của mình nếu như nó phá qua được cái đường trục giữa còn nếu không thì nó sẽ À, hồi trở lại và chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng được cái đặc điểm này để để mà giao dịch một cách uh, rất là hiệu quả và có một cái cách để mà chúng ta có thể xác định được cái xu hướng của cái đồ thị giá khi mà chúng ta sử dụng cái Bollinger Band đó là các bạn nhìn vào ba cái đường trên, giải trên, giải dưới, giải giữa nếu như cả ba đường này cùng hướng về một phía thì nó sẽ là cái xu hướng đó ví dụ như là uh, giải trên đó cái cái đường uh, trục giữa nó đang hướng lên trên và hai cái đường bên trên, bên trên và bên dưới nó cũng đang hướng lên trên thì đồ thị giá nó sẽ tiếp tục là uptrend liên tiếp còn nếu còn nếu như uh, Ben, nếu như cái đường trung bình giá mà mà giảm xuống cộng thêm bên trên bên dưới giảm xuống thì nó sẽ là cái xuống giảm đó chúng ta có thể dựa vào cái này uh, cái đặc điểm này để mà xác định được cái xu hướng của của cái uh, đồ thị giá uh, đó là những cái chia sẻ của mình liên quan đến uh, cái công cụ uh, Bollinger Band ngoài ra này các bạn nhìn này các bạn có thể bật khung H1 đó thì các bạn có thể thấy sự khác biệt giữa khung H1 và khung Uh, D1 thì khung H1 nó sẽ có cái sự dao động nó nhỏ hơn uh, cái độ nhiễu nó cao hơn tuy nhiên thì về lý thuyết nó vẫn là như vậy thôi các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái khung thời gian này để mà đánh margin rất là hiệu quả đó, chúng ta ăn được những cái lệnh như thế này đã là rất là ok đúng không ạ uh, ăn được lệnh, lệnh như thế này đã, đã là rất là ổn Đó. ngoài ra thì chúng ta có thể dựa vào những cái uh, đặc điểm của Bollinger Band để mà chúng ta dựng những cái stop loss hợp lý nghĩa là công cụ này là công cụ mà các bạn nên sử dụng một cách à, thành thạo để mà có thể à, giao dịch nó thường thường là sẽ xu hướng giá nó sẽ có xu hướng là quanh quẩn đúng không ạ lên trên bên bên trên này đi xuống bên dưới này lên bên trên này xuống bên dưới đó đó là những cái mà chúng ta à, có thể vận dụng được để mà giao dịch ngay à, với cái công cụ à, Bollinger Band à, mình nghĩ là như thế đã là khá là đầy đủ đối với các bạn với, à, để có thể sử dụng ngay được cái công cụ này đó, các bạn cần lưu ý một, uh, các bạn có thể nên xem lại cái video này nhiều lần Đó, Học thuộc những cái đặc điểm của Boringa Band và ứng dụng ngay trong giao dịch thì Các bạn sẽ cảm thấy là nó hiệu quả uh, như thế nào Đó, Ngoài ra thì chúng ta uh, kết hợp thêm những cái công cụ khác nữa Cũng như là chúng ta xem trên nhiều khung thời gian khác nhau Ví dụ nhé, ví, mình ví dụ như là các bạn uh, đánh Mergin Các bạn thường đánh trên chart M15 chẳng hạn Đúng không ạ? các bạn có thể bật chart M15 lên để các bạn xem xem là cái xu hướng giá nó như thế nào. À tuy nhiên để mà xác định được một cái xu hướng kỹ hơn ấy thì các bạn có thể check trên chart à, ví dụ như chạc H1 chẳng hạn. Đó thì à, các bạn check trên hai chạc à, khung thời gian thì các bạn sẽ có cái cách xử lý nó tốt hơn. Đó, ví dụ như là ở trên uh, trường hợp này thì chúng ta đang có Bollinger band nó đang đang thắt thắt cổ chai trên trên khung thời gian M15 đúng không ạ? Và giá nó đang là 8541 đô thì mình nghĩ rằng là giá hoàn toàn nó có thể về xuống vùng 8520 đô, thậm chí là 8450 đô, nó sẽ tương đương từ 50 cho đến 100 giá. Đó còn thấy nó đang tụt này đúng không ạ? Thì chúng ta có thể đánh uh, đòn bẩy uh, lớn ở trong cái trường hợp này để mà có thể ăn ngắn tầm 50 giá nó cũng là một khoảng ăn khá là hiệu quả còn nếu như các bạn muốn xem cái khung thời gian nó nó lớn hơn để ăn những cú dài hơn các bạn bật khung H1 chẳng hạn đó để khung H1 thì các bạn xem này bạn thấy này khung H1 đấy không ạ khung H1 thì chúng ta đang ở giữa cái cái đường bên trên bên trên chúng ta không phá được cái đường bên trên này. thì khả năng cao mình nghĩ nó sẽ test lại về cái đường ben bên dưới bởi vì chúng ta khi mà chúng ta có cái đường giá đóng lên trên thì chúng ta rút nến rất là nhanh thì À, trên khung H1 thì nó cũng thiên về cái xu hướng nó sẽ là phục xu hướng đánh short nhiều hơn. Còn còn trên khung uh, M15 thì là một khung uh, đánh short ở cái mức giá là tầm 50 cho đến 100 giá. Đó, thì đó là cách mà các bạn có thể sử dụng để mà các bạn uh, giao dịch đối với uh, đường uh, Bollinger band. Đó, các bạn còn những cái câu hỏi nào liên quan đến uh, Bollinger band các bạn có thể comment ở bên dưới mình sẽ cố gắng là giải đáp uh, cho các bạn và mình hy vọng là cái video này sẽ giúp các bạn là biết thêm được một cái công cụ mình cho rằng là hiệu quả và dễ sử dụng nhất trong tất cả những cái công cụ và các bạn có thể sử dụng được ở trên gần như là tất cả các khung thời gian ngắn hoặc là dài các bạn đều sử dụng được và nó rất là phù hợp cho những cái bạn mới chơi thì những cái bạn mới mà các bạn không biết được vùng mua vùng bán như thế nào ấy mình nghĩ rằng các bạn nên thực hành ngay với cái công cụ bullinger band à, cảm ơn tất cả các bạn đã nghe và trong những ngày tới mình sẽ tiếp tục update những cái video những cái nội dung À, những cái bài học mới nhất cho các bạn Để các bạn có thể uh, có được cái kiến thức Để mà giao dịch hiệu quả và an toàn đúng không? Còn những cái bạn nào mà uh, Muốn uh, tham gia những cái buổi offline Thì các bạn hãy tham khảo cái nhóm uh, Snabix thì mình sẽ có Những cái buổi offline dành riêng cho những thành viên trong nhóm này uh, Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau Xin chào